Dạ ơi, anh ơi, anh cho em hỏi là cảm xúc của anh và cả đội thế nào trước trận chung kết sắp tới ạ? Và anh có gửi lời chúc gì đến tập thể đội mình trước trận đấu quan trọng sắp diễn ra không? Ok, xin cảm ơn, xin chào tất cả các anh em và toàn thể các đội bóng đá. Thì tôi xin thay mặt cho anh em team doanh nhân Cộng Tích VFC thì xin trả lời câu hỏi từ phía ban tổ chức. Thì thứ nhất là để vào đến trận chung kết thì cả đội đã phải trải qua một quá trình rất là dài và vượt qua những đội bóng rất là kỳ cựu. Thì hôm nay anh em vô cùng hào hức, của cả tôi nữa thì đang mong chờ trận đấu diễn ra ngày hôm nay. Thì tôi và xin chúc cho toàn thể anh em sẽ đoạt chức vô địch giải năm nay và thi đấu với một tinh thần fair play và tự tin nhất. Dạ, chúc đội của anh thi đấu thật tốt ạ. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm xúc của anh và mọi người như thế nào trước trận chung kết sắp diễn ra? Và em không biết là đội mình sẽ có chiến thuật gì để thi đấu giành chức vô địch trong trận sắp tới không ạ? Xin chào tất cả các bạn cùng toàn thể anh em doanh nhân online. Thì sau nhiều tháng thi đấu và hôm nay Savo Coffee đã đặt một chân vào trận chung kết. Thì trong thời gian vừa qua những vòng loại vòng bảng và Savo Coffee cũng đã vấp phải những đối thủ cực kỳ là khó chịu, cũng đã gặp doanh nhân Cộng trong vòng bảng và cũng có những kết quả không tốt. Nhưng hôm nay với tinh thần quyết tâm, toàn thể tập thể anh em Savo Coffee FC sẽ thi đấu một cách hết sức mình, cống hiến trận đấu cho toàn thể anh em doanh nhân online xem một cách gọi là mãn nhãn, và chúng tôi sẽ đá một cách là công để mà có trận đấu đẹp cho trận chung kết này. Và chúc toàn thể anh em Savo Coffee có những kết quả tốt nhất là thắng lợi. Dạ, em cũng đại diện ban tổ chức chúc cho đội Savo Coffee và đội doanh nhân Cộng Tiếp Mưu sẽ thi đấu thật hay để đem đến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn. Dạ, em xin cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Cực kỳ quy mô và hoành tráng, rất nhiều những trận đấu diễn ra hay và sôi nổi. Thì chúng ta đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất ở trận đấu chung kết của chúng ta lần này, Savo Coffee và doanh nhân Cộng Tích Mưu, trận đấu chung kết trong cuộc giải đá sân 7 trẻ doanh nhân online. Và như vậy thì một cổ trận chung kết cũng đã được bắt đầu. Đầu tiên cho quý bạn theo dõi thì chúng tôi sẽ giới thiệu toàn bộ đội hình các thủ của Mời vào chung. Rất nguy hiểm. Muốn bằng giá tốt của thủ môn bên phía doanh nhân Cộng Tích Mưu, đó là Xuân Thịnh. Tiếp tục sẽ là tình huống đá phạt góc dành cho các thủ áo đỏ. Văn Bình rất chính xác. Đối đầu của hai cầu thủ xuất sắc. Như vậy là bàn thắng đã đến với doanh nhân Cộng Tích Mưu, và người vừa có bàn thắng đó là Trung Nguyên. Và chuyền bóng vào bên trong cực kỳ tốt và vừa tầm. Trung Nguyên đã băng vào và đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống. Và đó, sau khi có sự thay đổi người thì cũng chúng ta có thể thấy được nó đã phát huy tác dụng rất nhanh. Nên nhớ là Đỗ Văn Bình là cầu thủ phát huy tác động tấn công ở pha bóng vừa rồi. Người đưa bóng vào đó là Đăng Tường. Đã có pha đi bóng rất nỗ lực ở hai lan cánh phải và đưa bóng vào bên trong. Trung Nguyên thì gần như đã chọn vào vị trí cực kỳ tốt. Chắc chắn ở những phút còn lại của trận đấu sẽ
rất bình tĩnh. Minh Trung không được kết thúc nó quá xa, nó không có gì nguy hiểm với hàng phòng ngự của doanh nhân có kích thước nhất chưa. Và trả bóng đầu tiên của Trọng Hữu. Lê Bảo Trung, Trọng Hữu chơi bao và vừa một ai rất đẹp mắt của cầu thủ Giang Phong Công Vy. Cũng phải nói là Thịnh cũng đã chơi rất tập trung ở pha bóng vừa rồi. Tiếp tục sẽ là tình huống biên cho các thủ doanh nhân có kích thước ra ngoài. Nguyễn Dũng đá khá nhanh. Ở tình huống mà chúng ta có thể thấy được qua bắt buộc chung kết, xin các bạn là của kịch bản ở trận tranh hạng 3 thì kết quả ở 1 thì nó kịch tính giống như thế này, cứ nghĩ rằng sẽ là kết quả theo kiểu là 1-0 hoặc 2-1 hoặc 2 đều, nhưng không, ở 2 thì các thủ thế bị đáng ngọt. Không rồi, đá khá xa của Chú Phi. Ở hiệp 1 thì chúng ta có thể thấy được sự nỗ lực của các thủ Sao Vào Coffee. Áo vàng thật sự là vẫn hơi vội trong những miếng đánh thứ hai. Và bên trọng tài xác định đang có lỗi của đội trưởng bên phía các thủ Sao Vào Coffee. Áo vàng đã được cầm sẵn trên tay, áo vàng được dành cho các nhật trưởng. Bất ngờ thì vừa rồi thì nó cũng đã qua đi, các thủ họ vẫn chưa thật sự là dứt quá là tình huống dứt điểm của mình. Đăng Thường và đây là tình huống tỷ số được nâng lên 2-0 cho doanh nhân Công Tích Miu, và người vừa có bàn thắng là Phan Đăng Thường. Tình huống xử lý bóng cho Phạm Việt khá hay, một tình huống theo kiểu tự làm tự ăn của Thường, và xoay sở và cú đá cuối cùng là khó. Năng tác chiến độc lập của số 6 pha bóng vừa rồi là gần như là tuyệt vời. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho doanh nhân Công Tích Miu ở trận chung kết này. Vẫn còn tình huống trái chân vừa nảy khá tốt của Trọng Huy, bóng đã đi rất sát với cầu dọc và pha bóng rồi. Và đó là trước đó thì trọng tài cũng có anh cũng đã có ý định tính cho các đánh đâu cơ bóng. Lại là một pha chuyền bóng rất chính xác dành cho Lê Văn Trung, nhưng vẫn chưa thể đánh bại được Vũ Xuân Thịnh. Đường chuyền cuối cùng vượt qua được hàng phòng ngự bên thì các thủ áo trắng thì vẫn đang là bài toán rất nan giải. Đấy đâu tôi đã thật sự là đến với Vũ Văn Ninh nhưng vẫn trước ba chung không được, bóng không vượt qua hàng rào. Với những ý định đá thẳng vào hàng rào thì nó vẫn chưa quá hợp lý ở pha bóng vừa rồi. Đây là cơ hội phản công Trung Nguyên, không vào, cơ hội lên bóng. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ hay. Văn Ninh áo trắng thì họ cũng thông minh, không quá vội áp sát, chỉ có những tình huống ra bóng. Ba người thành công rồi. Sự bất ngờ đã được tạo ra thì cú đi bóng của Giang Dương nhưng vẫn chưa thể đánh bại được Vũ Xuân Thịnh. Đó là điều cần làm bây giờ phải. Đây là Trung Nguyên. Ôi, không được. Là cuối cùng đã không thành công. Nhưng mà tình huống chạm tay nó khá rõ. Cover!
thứ hai đã thành công rồi. Phải nói là tình huống bay được cực kỳ chính xác của Thịnh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho các thủ Sa Mạc Coffee. Có vẻ như người vừa có cú đá bồi thành công đó là Trọng Úy. Rồi vậy vẫn là giành số điểm rất cao dành cho Xuân Thịnh. Chúng ta có rất nhiều những tình huống cứu thua hay và vừa rồi chúng ta có tình huống đẩy penalty. Và như vậy, đúng lúc này thì trọng tài cũng đã đổi còi kết thúc trận đấu chung kết giữa các thủ Sa Mạc Coffee và Doanh Nhân Cộng Tích Hưu. Cho dù là Sa Mạc Coffee đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở những phút gần cuối, nhưng như thế thời gian không còn đủ để cho Sa Mạc Coffee. Mới tiếc cho các thủ Sa Mạc chúng đánh chung cuộc thuộc về Doanh Nhân Cộng Tích Hưu với tỷ số là 2-1. Một lần nữa xin chúc mừng các thủ áo trắng. Chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc cũng là trao thưởng mùa giải đấu Doanh Nhân Online sân bãi trẻ mùa 19 của chúng ta sau ít phút nữa. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới những đỉnh cao.